Gàu là gì? 6 bí mật nếu muốn trị gàu tận gốc. Gàu là bệnh lý mãn tính xuất hiện trên da đầu với đặc trưng là các mảng da bong chóc từ nhẹ đến nặng. Gàu không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà lại gây nhiều phiền toái. Gàu rơi xuống vạt áo khiến chúng ta vô cùng mất tự tin và ảnh hưởng đến giao tiếp trong cuộc sống. 6 bí mật nếu muốn trị gàu tận gốc. Những mảng gàu bạn nhìn thấy thực chất là những tế bào chết của da đầu. Sau một thời gian, những tế bào già bị bong ra thì nó mất dần lớp liên kết với tế bào mới. Chính vì vậy nó bị bong ra nên là gàu không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhưng mà nó lại gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây mất tự tin. Gàu thường sinh ra do 4 nguyên nhân: do vi lấm malassezia, do rối loạn nội tiết, do sử dụng dầu gội hóa chất công nghiệp, do rối loạn tế bào. Ngoài ra các yếu tố tâm lý, chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tình trạng gàu. Thứ ba, gàu có xu hướng gia tăng vào mùa đông và giảm vào mùa hạ do ảnh hưởng của độ ẩm không khí thấp và sự thông thoáng trên da đầu. Hơn nữa là mùa đông mọi người hay có thói quen gội đầu bằng nước ấm, điều này gây làm tổn thương đến da đầu và làm khô da đầu, khiến cho tình trạng gàu xuất hiện nhiều hơn. Thứ tư, làm sạch lược chải đầu. Đây là một thói quen vô cùng tốt. Nếu như những ai mà bị nấm da đầu, chúng ta vệ sinh lược thường xuyên sẽ tránh được cái con vi nấm nó lây ngược trở lại gây tình trạng gàu nhé. Thứ năm, stress dài ngày dễ gây gàu. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự xuất hiện gàu phụ thuộc nhiều vào chất nhờn trên da đầu, mà chất nhờn lại phụ thuộc vào hormone trong cơ thể. Vì vậy những ai mà hay bị cáu giận và tức giận nhiều ấy thì hormone sẽ tiết nhiều hơn và gây tình trạng gàu lộng hành nhiều hơn. Thứ sáu, gàu chỉ được điều trị tận gốc nếu như da đầu khỏe mạnh. Vì lý do đó mà Hương có lời khuyên cho các anh chị em là hãy một lần trải nghiệm bộ combo gội sạc của Hương. Vì đây là một loại dầu gội có nguồn gốc tự nhiên, nó giúp cung cấp độ ẩm cho da đầu, giúp làm cải thiện tình trạng tiết bã trên da đầu rất là hiệu quả. Chính vì đó mà nó ngăn ngừa tình trạng gàu xuất hiện trên da đầu nhé. Cổ Hương là một dòng dầu gội nhiều dưỡng chất và với tiêu chí 5K, không có paraben, không có silicon, không có chất hóa học. Vì vậy nó vô cùng an toàn với da đầu và phù hợp với mọi loại da đầu, mọi lứa tuổi. Chúng ta sử dụng vô cùng là yên tâm. Dùng cổ Hương tóc thật sự khỏe mạnh và những tinh dầu có trong dầu gội cổ Hương nó sẽ giúp làm thông thoáng da đầu này, lưu thông khí huyết da đầu, từ đó giúp cho tinh thần của chúng ta sảng khoái. Một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ loại bỏ được những nguyên nhân gây bệnh, đúng không ạ? Và nhất định là các chị em bị gàu không được bỏ qua bộ combo gội xả của Hương này đâu. Và các anh chị muốn mua hàng hãy liên hệ với Hương theo số điện thoại 0984 607 835 để Hương hướng dẫn mọi người, kèm mọi người sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả nhé.